Hôm nay là 30 tháng 3 năm 2022. Vậy là chúng ta lại sắp kết thúc một tháng nữa rồi các bác ơi. Buổi tối hôm nay thì em Lục Linh Giao Phúc Sen sẽ lên với cả nhà mình một video gồm 13 mã, bao gồm những con dao bếp này, những con dao tông, các loại rìu và lưỡi rìu nhé. Những giá em báo ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Tiền ship các bác cộng thêm 30.000 một đơn giúp em. Đây là phí ship chung của toàn quốc. Khi mua hàng với em thì các bác sẽ được trải nghiệm những mẫu dao đẹp nhất, độc đáo nhất của làng nghề Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, với những cái chất liệu như là từ thép nhíp và từ thép trắng không gỉ nhé, rất là đa dạng luôn ạ. Những cái sản phẩm em bán thì sẽ bảo hành cho các bác 1 năm nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Trước khi thanh toán thì các bác cứ đồng kiểm với bưu tá, đúng hàng, đúng mẫu mình đặt thì các bác nhận ạ. Rồi, sau đây em xin giới thiệu vào chi tiết từng mã luôn. À quên, đọc cho các bác cái địa chỉ của nhà em nhé và số để chúng ta kết nối ạ. Số Zalo và hotline để các bác chốt đơn ấy đó chính là 0981 583 598, còn số 196 ở trên này là số phụ của em. Em thì bán hàng ở tại thành phố Cao Bằng đấy. Và rồi, đầu tiên em giới thiệu với các bác một cái mẫu chặt gà vịt ạ. Đây là một cái phiên bản bụng to, con này thì nặng 600g nha các bác ơi. Đây là mã số 1 ạ. Một cái bản kết hợp truyền thống và hiện đại này. Các bác nhìn cái bụng của nó này, phình to ra như thế này, nhưng mà giữ cái nét truyền thống là hai mặt đen. Đấy, được làm từ thép nhíp ạ. Những cái này thì đây là cái con cán tra nhá, có hai đinh đồng khâu chốt đồng ở đây. Độ dày của em này là vào 3 ly, còn cái chiều dài là vào 22 cm. Đấy, chiều dài của lưỡi dao đấy ạ. Còn cái bụng thì rộng 9 cm nhá. Đấy, chiều rộng là 9 cm này, chiều dài là 22 cm. Các bác dùng để chặt nhẹ, chặt gà vịt. Giá của em số 1 là 250.000. Đó. Tiếp đến em có mã số 2. Cái số 2 này thì cũng tương tự, gần giống như thế, nhưng mà ở đây thì có thêm hoa văn và kiểu dáng ở đây này các bác này, khác hơn một chút, có cái phần lượn sóng. Đây, chỗ này thì các bác tì tay vào cũng được. Một mặt ở đây sẽ mài sáng và mặt này có hoa văn nhá. Con này thì nặng 500g, nhẹ hơn số 1 một chút, nhưng mà cũng cùng một giá tiền, cùng là 250.000. Các bác thích lấy con nào cũng được ạ. Còn đặc điểm chung là được làm từ cán gỗ cẩm chỉ, đinh đồng và khâu chốt đồng. Đấy, nhìn ở góc độ nào cũng rất là đẹp. Con dao này thì chặt gà vịt nó sẽ rất là đẹp mắt, tại vì cái độ nặng của nó vừa phải, rất là vừa tay để các bác vào bếp. Chúng ta có thể mang đi tặng người thân, đấy, họ hàng, đối tác các thứ đấy ạ. Các bác dùng dao để tặng cũng được nhá, không nhất thiết là phải dùng bánh kẹo hay là rượu nước gì cả. Đấy, một cái bộ dao thì em thấy là nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Tiếp đến em có mã Thái, mã số 3. Dao Thái này là phiên bản truyền thống. Con này thì em bán 220.000. Đấy, con Thái này thì rẻ hơn này các bác này. Một cái phiên bản rất là đơn giản và nó nhìn nó tối giản ấy. Đây ạ, hai mặt đẩy đen truyền thống và đây là bản mũi vuông. Ngoài ra thì có cái lỗ treo dao ở đây, khi mà dùng xong các bác rửa sạch rồi mình treo lên nó sẽ rất là gọn. Phần dưới này ạ, cũng có đinh đồng và khâu chốt đồng nhá. Càn gỗ cẩm chỉ, em này thì nặng 400g. Chiều dài lưỡi dao vào 21 này, bản rộng vào 7,5 và dày 2 ly. Thường thì những cái con chuyên để thái nó chỉ dày 2 ly thôi. Đấy, một cái thông số phiên bản này là đủ tiêu chuẩn để các bác thái rau này, thái củ quả này, các thứ này. Đấy, và một cái bộ dao bếp cơ bản thì sẽ có 4 con nhá, bao gồm con chặt xương, chặt gà vịt, con thái và con lọc. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em không lên đủ một bộ 4 con mà em lại lên con chặt thịt gà, con thái và con lọc thôi. Các bác có thể kéo xuống những video em đã đăng trước đấy mình tham khảo thêm nhá. Em có rất là nhiều mẫu dao và cứ ngày cách ngày em lại lên. Đây, mã số 4 ạ. Số 4 là một con dao bầu lọc. Con bầu lọc này thì em bán 220.000, cũng bằng tiền với con số 3 luôn. Đấy, đây là cái to nhá. Trước kia là em cũng bán một con bầu lọc 200.000, nhưng mà con đấy là bé hơn. Đấy, còn cái phiên bản này là to hơn một xíu ạ. Các bác để lọc được, gọt hoa quả được, thái được. Đấy, con này đa năng, nhưng mà đợt này thì đinh không phải là đinh đồng mà là đinh inox ạ. Khâu chốt thì vẫn đồng nhá, càn gỗ cẩm chỉ thì không lo bị thấm nước và không lo mối mọt. Các bác yên tâm là như thế. Nó có bảo hành 1 năm luôn. Bị lỗi lầm gì mà do nhà sản xuất làm thì các bác cứ gửi lại, em sẽ bảo hành miễn phí ạ. Hai mặt cũng để đen truyền thống, mũi thì cực kỳ là sắc nhọn luôn. Con này nặng 300g, dày 2 ly. Đấy, độ dày của nó là giống như con số 3 đấy ạ. Dày 2 ly nhé các bác ơi. Chiều dài vào 21 và bản rộng vào 6 cm.
Đấy, những cái chiều dài em đọc đấy ạ, là tính từ lưỡi dao thôi nhá, không tính cả cán đâu. Nếu mà các bác muốn xem thông số cả cán thì nhắn em đo riêng nhá. Con này là 220. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến mã số 5. Đây là mẫu tông. Tông này thì là tông làm từ thép trắng không gỉ ạ. Cái này thì đây là một cái phiên bản mới này. Vừa nãy em lại quên không bỏ cái phiên bản cũ ra để các bác so sánh. Thường cái phiên bản cũ thì nó to hết từ đầu đến cuối, nó vuông vắn với nhau. Nhưng mà cái thép trắng không gỉ này là mẫu mới thì thon dần về cái phần cán đó, và hai mặt sẽ để trắng như thế này luôn nhá. Cái này thì các bác dùng làm bếp được, mình mang chặt cây được. Tại vì độ nặng của em này là vào 600g và dày 6 ly. Đó, một cái độ dày rất là lý tưởng ạ. Tông này em bán 300.000 nhé các bác ơi. Đấy, hai mặt để sáng như này luôn này. Đó, đây, độ dày này, dày 6 ly này, chặt rất là tốt. Chiều dài lưỡi dao vào 30cm, không quá là dài. Nhiều khi trước kia em cứ hay giới thiệu là tông thì các bác mang đi chặt cây sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà nhiều bác chia sẻ với em là anh mang về chặt xương cũng được, chặt gà vịt cũng được. Đấy, tại vì cái độ nặng của nó là bằng một cái độ nặng của con chặt gà vịt thôi. Thế nên các bác để chặt nhẹ cũng được, chặt gà vịt cũng được nhá. Bản rộng em đo ở chỗ to nhất này thì rơi vào 6,5cm, dày 6 ly và nặng 600g. Đấy, hai mặt sẽ để như thế này, để trắng như này. Còn nếu mà các bác muốn làm thép nhíp đen thì em cũng có nhá, có thể đặt riêng với em, giá cũng là 300.000. Còn cái con em có sẵn, đây là con làm từ thép trắng không gỉ. Đấy, tổng thể của nó sẽ là như thế này. Đây là mã số 5. Còn số 6 là từ thép nhíp đen này, nhưng mà là tông kiểu khác. Con này thì kiểu nó mới lạ hơn. Mã số 6 này thì em cũng bán với giá là 300.000 ạ. Đấy, hai con này bằng tiền nhau, hai con dao tông này ấy. Các bác thì lấy con nào cũng được. Số 6 thì nó hơi hướng kiểu con parang. Đấy, nhưng mà nó là con dạng tông thôi, cũng không hẳn là phải là con parang đâu ạ. Con số 6 này nặng 800g cơ. Độ nặng của nó là hơn cả con số 5. Chặt xương được, chặt gà vịt được. Một mặt để mài sáng nhá, mặt này thì sẽ để hoa văn. Đấy, kết hợp với nhau như thế này. Các bác thích con nào thì cũng có thể lựa chọn bằng tiền nhau, cũng là 300.000. Đây là mẫu mới của nhà em đấy ạ. Đóng hai đinh đồng, khâu chốt đồng cán gỗ cầm chỉ. Đấy, chiều dài cũng là vào 30cm, bản rộng vào 8cm. Nó dài giống nhau ấy, hai con này đấy ạ. Dày 6 ly nhá. Đấy, cũng dày giống nhau, nó chỉ khác về độ nặng một tí thôi. Số 6 nặng 800g, còn số 5 thì nặng 600g. Tùy các bác lựa chọn. Con này cũng chuyên để chặt này các bác này. Chặt gà vịt, chặt xương rất là đầm tay luôn. Đấy, em quay 100% bằng camera thường luôn. Hàng em quay lên mạng như nào thì các bác nhận hàng sẽ được như thế nhá. Cũng là 300.000, mẫu số 6. Rồi, tiếp đến em giới thiệu qua những cái lưỡi dìu. Ở đây em có 4 lưỡi. Đấy. Lưỡi dìu này thì đặc điểm chung là được làm từ trục láp ô tô, không làm từ thép nhíp được, tại vì cái trục láp nó mới đủ độ dày để làm. Đây các bác nhìn này, em có 7, 8, 9, 10. Các bác chốt cái mẫu nào thì nhớ giúp em số thứ tự và video đấy của ngày bao nhiêu, thì khi chốt hàng em sẽ dễ tìm hàng hơn nhá. Đấy, tại vì cứ 2 ngày hoặc là 1 ngày em lại lên video, thế nên video em có khá là nhiều. Các bác nhớ giúp em cái ngày ở đầu video em ghi bao nhiêu thì sẽ dễ tìm hàng hơn. Vẫn là đồng giá 250.000 ạ. Mấy cái lưỡi này thì nó sẽ để đen hai mặt. Các bác mang về mình tự lắp cán theo ý thích ngắn dài của mình. Đấy, các bác thích làm gỗ cầm chỉ hay là gỗ mun thì cứ làm thôi, tùy theo sở thích. Có 4 kiểu như này. Kiểu số 7 là kiểu lưỡi mặt trăng, hay còn gọi là bán nguyệt đấy ạ. Đấy, còn kiểu số 8 là kiểu bổ củi. Đây, rất là đơn giản này các bác này. Cái số 8 này nó phải nặng 1,5 cân ấy. Riêng con số 8 này là nặng 1,5 kg. Còn những con số 7, số 9 và số 10 thì nó dao động tầm khoảng 900 đến 1 kg. Vừa nãy em quên mất em chưa cân lên. Thế nên là các bác cần thông số chính xác của con nào thì cứ liên hệ để em cân lại nhé. Đây, số 9 là cái mẫu chữ L. Đấy, tại vì giống chữ L này, đây này, em đặt tên thế để các bác dễ chốt mà mình đỡ nhầm với các mẫu khác ấy. Số 9 là chữ L và số 10 là L nhọn. Đấy, em gọi là L nhọn nhé, tại vì nó cũng giống như chữ L số 9 thôi, nhưng mà cái mũi này nó nhọn này. Cũng là của làng nghề Phúc Sen làm. Hai mặt để đen truyền thống, đồng giá 250.000. Các bác có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu lưỡi dìu thật là ưng ý và đẹp mắt. Đó, mình mang về lắp cán theo sở thích của mình. Còn nếu mà các bác muốn dìu có cán thì đây, em có 3 mẫu. Có hẳn 3 mẫu lưỡi dìu ở đây. 11, 12, 13 là những cái kiểu dìu khác nhau. Đầu tiên em giới thiệu về con cán dài trước nhé. Con cán dài số 11 này thì cũng làm gỗ cầm chỉ, nhưng mà chiều dài của cán ấy,
dài 34 cm. Đấy, đây các bác này, từ trên xuống dưới đây là dài 34 cm, có trang trí những cái đường vân rất là đẹp. Đây là cái mẫu chữ L này. Đấy, đây là em lắp tạm vào một cái mẫu như này. Các bác không thích cái mẫu này thì có thể bảo em lắp vào những cái, lấy cái mẫu khác về lắp nhé. Đấy, hai mặt cũng để đen. Độ dày là vào 4,5 cm. Chiều dài là vào 14 nhé. Đây, chiều dài em tính như này này, là vào 14 này. Độ rộng của nó là vào 12,5 cm. Chỗ lưỡi dao này này, rộng 12,5. Đấy, em cầm lên cho các bác xem. Hai mặt cũng để đen này. Đây là mẫu em lắp vào sẵn. Các bác thích lắp cái lưỡi nào vào cũng được. Đây, cán dài 34 cm. Thiết kế hình sóng để khi mà các bác cầm nắm này, nó sẽ chắc tay và không bị tuột. Đấy, lắp vào rất là đẹp luôn này các bác này. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy cái 34 này vẫn ngắn thì các bác có thể đặt riêng với em. Em sẽ nhắn xưởng làm dài hơn hoặc ngắn hơn theo ý thích của mình nhé. Đấy, con số 11 này là cả một cây to như này luôn. Em bán 450.000. Đấy, so với cái giá thị trường thì nhà em vẫn bán giá khá là rẻ đấy ạ. Rẻ hơn so với một vài shop. Thế nên các bác là cứ yên tâm đi tham khảo, em không hề nói điêu luôn. Đấy, tiếp theo 12 và 13. Hai con này em cố tình để cạnh số 11 để chúng ta dễ so sánh. Cán của nó sẽ ngắn hơn nhé. Đấy, số 12 này thì siêu phẩm, chưa bao giờ là hết hot với nhà em. Dìu cán ốp, giá không thay đổi ạ, vẫn là 300.000. Đấy, có 4 đinh này các bác này. 1, 2, 3, 4, chẳng qua là cái đinh này thì nhiều lúc kiểu làm nhanh ý, thế nên nó không được tròn trịa lắm thôi. Hàng làm thủ công nên nhiều lúc bị lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ thì các bác cũng thông cảm giúp em. Đó, chiều dài của em này thì vào 17 cm. Bản rộng là vào 11,5 nhá. Dày 10 ly và nặng 1 kg. Con này thì 1 kg là một cái cân nặng để cho các chị em mình cũng dùng được này. Chặt cây được, chặt xương châu bò được. Cũng là thiết kế cái hơi cong một chút về phần cán để khi mà chúng ta cầm nắm nó sẽ rất là chắc tay và không bị tuột nhá. Đấy, và riêng cái gỗ thợ cầm chỉ này nó sẽ không bị thấm nước đâu. Các bác cứ dùng yên tâm thoải mái. Riêng cái hàng thép nhíp này thì thi thoảng chúng ta thấy có dấu hiệu bị han gì thì các bác lấy một ít dầu mỡ về để bôi lên cái bề mặt là được nhá. Đây là cách bảo quản dễ nhất. Và ngoài ra thì mình có thể mài đi nữa. Nếu mà thấy cùn quá thì chúng ta có thể mài. Đấy, đây là dìu cán ốp mã 12, 300.000. Và tiếp đến là 13. Mã 13 này thì cũng 300.000. Nhưng mà đây là dìu cán cha. Và dạng nó là dạng cán tròn. Đây ạ, cán cha có đinh chốt và khâu chốt ở đây này các bác này. Nó là cán tròn nhá. Con này thì độ nặng của nó là 900g. Cũng dày 10 ly ạ. Đấy, độ dày cũng 10 ly nhưng mà nặng 900g. Hoa văn của hai con này không giống nhau này các bác này. Một mặt mài sáng. Thông số của em này thì chiều dài là vào 15,5. Bản rộng là vào 12,5. Đấy, và riêng cái số mã 13 này này, có cái phần nứt cán ở đây. Một vết bé. Đây, em quay cho các bác xem này. Thế các bác thấy không ạ? Đây ạ. Chỗ này nhá, bị nứt một tí thôi. Xíu xíu ở cái phần đen đen này thôi. Thế nên là em sẽ không bán hạ giá cái cây này. Vẫn là bán 300.000, nhưng mà tuy nhiên nó có một lỗi nhỏ ở đây thì em quay cận cảnh cho các bác xem luôn. Không ảnh hưởng gì về đến thẩm mỹ cả. Khi mà dùng thì các bác mình cầm nắm này cũng không để lộ quá nhiều. Đấy, thi thoảng sẽ có những cái lỗi nhỏ như này và nó chấp nhận được. Thế nên em sẽ không bán hạ giá nhá. Em chỉ quay cận cảnh để các bác biết là à, cái con này thì nó sẽ bị một xíu ở đây. Vẫn là 300.000 ạ. Đấy, đây là mã 13. Em định quay thêm đặc sản nữa nhưng mà hiện tại thì trời đang mưa rồi. Chắc là em phải dọn hàng vào nhà trước. Các bác có thể kéo xuống những video dưới em đã đăng để mình tham khảo thêm vài món đặc sản nhé. Hôm sau thì hẹn cả nhà em sẽ quay thêm vài món đặc sản của vùng cao. Đó, và hôm nay video này thì em xin phép ngắn gọn như vậy thôi ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ của Lục Linh Gia Phúc Sen. Rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ của các bác để em ngày một hoàn thiện hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.